Hello anh em, Game tôi đã quay trở lại rồi đây. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhà trẻ Ben Ben thì cứ trước mắt là ra một phần game mới, trong khi bố của Ben Ben là Poppy Playtime thì khiến dân tình chờ đợi mòn cổ, trong đó có cả tôi. Vì quá thương nhớ Poppy Playtime nên hôm nay tôi quyết định dùng toàn bộ tình thương của mình để nói về những thứ đã từng bị xóa mất khỏi game. Coi như đây là một video làm nóng trước khi chúng ta đến với phần 3 của Poppy Playtime anh em nhé. Và để phần 3 của game ra mắt sớm hơn thì ấn đăng ký cho MeGame mạnh vào anh em ơi. Video này được nhiều người đăng ký thì tôi sẽ liên hệ trực tiếp với nhà phát triển và nói với họ ra game sớm cho anh em chúng ta chơi luôn. Hứa luôn đấy, thế nên việc ai nấy làm, anh em vẫn đăng ký còn tôi liên hệ nhà làm game nhá. Ấn xong rồi thì vào luôn nội dung ngày hôm nay nào. Ở đoạn mở đầu của chapter 2, nhân vật chính sau khi giải thoát cho búp bê Poppy thì đã khám phá ra được căn phòng của Elliot Ludwig, sau đó mới gặp Poppy trong một căn phòng ẩn tại đây. Nhưng đó là đoạn mở đầu cho hàng triệu game thủ trên toàn cầu được chơi. Trước đó, nhà phát triển của game đã muốn thiết kế đoạn mở đầu của chapter 2 theo một phong cách khác. Tiếp nối cho những diễn biến của chapter 1, khi anh em giải thoát cho Poppy khỏi chiếc hộp, anh em sẽ tỉnh dậy và phát hiện Poppy đang đứng dình anh em ở phía sau một cánh cửa. Với bản chất máu liều nhiều hơn máu não, anh em sẽ cùng với nhân vật chính đuổi theo Poppy đi xuyên qua khu vực giàn giáo nơi mà Huggy Wuggy bị rơi xuống. Đoạn gameplay này sẽ ngốn của anh em đâu đó khoảng 10 phút cuộc đời. Kết thúc cuộc truy đuổi sẽ là màn giải đố ở chiếc thang máy quen thuộc để dẫn đến tầng dưới nơi mà anh em sẽ gặp Mommy Longlegs. Nghe qua thì có vẻ nó thú vị và mang tính thử thách hơn so với những gì mà chúng ta được chơi ở phiên bản chính thức đúng không anh em? Cơ mà có một vài lý do khiến cho đoạn khởi đầu này đã bị loại bỏ khỏi trò chơi. Lý do thứ nhất, ở phiên bản đầu tiên, nhân vật chính sẽ đuổi Poppy gần như xuyên suốt đoạn mở đầu và các nhà phát triển thấy rằng nếu như vậy thì game sẽ khá buồn cười nên họ đã loại bỏ phiên bản này. Phiên bản thứ hai, nhà làm game cho Poppy sẽ đứng dình ở phía sau cánh cửa, nó sẽ bỏ chạy khi người chơi tiến lại gần. Cơ mà phiên bản này các nhà làm game thấy nó còn buồn cười hơn cả phiên bản trước nên cũng loại bỏ. Phiên bản thứ ba, người chơi sẽ nhìn thấy bóng của Poppy lướt qua, sau đó sẽ đuổi theo chiếc bóng. Đây có lẽ là phiên bản đủ kinh dị nhất, tuy nhiên đến đoạn gặp Poppy ở cuối con đường nó lại không đủ ấn tượng nên phiên bản này cũng bị loại bỏ. Tóm lại thì ý tưởng cho người chơi đuổi theo Poppy chưa phù hợp với tông màu của game, đưa nó vào rất có thể sẽ biến Poppy Playtime thành một tựa game hài nên các nhà làm game đã loại bỏ ý tưởng lại. Lý do thứ hai khiến cho ý tưởng đuổi theo Poppy bị loại bỏ là vì thời lượng gameplay của phần đoạn này quá dài. Đối với một tựa game indie thì việc dành ra 10 phút cho một phân cảnh là điều hơi lãng phí, chưa kể đây mới chỉ là đoạn mở đầu của game. 10 phút này sẽ khiến cho game thủ cảm thấy khá mệt mỏi và đem lại một trải nghiệm game không tốt cho lắm, nên nhà làm game quyết định đổi hướng đoạn mở đầu và chúng ta có một phân cảnh mở đầu như những gì đã trải qua trong Poppy Playtime Chapter 2 ở thời điểm hiện tại. Theo như nhà phát triển chia sẻ thì phần đoạn xuất hiện của quái vật Mommy Longlegs chính là một trong những phần đoạn đau đầu nhất của cả Chapter 2. Chúng ta đều biết Mommy Longlegs là một con quái vật sở hữu vẻ ngoài dị hợm và nó thực sự rất nguy hiểm. Tuy nhiên sâu thẳm bên trong nó lại là bản chất của một người mẹ. Nó đã từng rất yêu quý những đứa trẻ đến tham quan nhà máy đồ chơi. Chính vì thế nên việc thể hiện được toàn bộ tính cách của Mommy Longlegs ngay lần đầu tiên xuất hiện là bài toán rất khó. Thế nên các nhà làm game đã làm ra một vài phiên bản cho phân cảnh này. Ở phiên bản thứ nhất, Mommy Longlegs sẽ treo ngược cơ thể và xuất hiện giống như người nhện. Wow. Oh my. Hello down there. I wasn't expecting company. Always tells mommy when guests are on their way down. Didn't this time. Always tells mommy. Shh, you're okay now. Mommy will take care of you. Mommy wants to take you somewhere special. It's easy to get lost down here. Some have lost their way and never found it again. But mommy won't let that happen to you. Mommy always knows where you are. Ở phiên bản này thì sẽ gặp phải hai vấn đề lớn khiến nó không đủ hấp dẫn. Thứ nhất là việc Mommy xuất hiện cũng chẳng ảnh hưởng lắm đến mục tiêu cuối cùng của người chơi. Thứ hai là việc xuất hiện như thế này của Mommy Longlegs sẽ chưa đủ để gây ra cảm giác sợ hãi cho người chơi. Chính vì thế mà nhà làm game đã làm ra một phiên bản thứ hai. Why, oh my, hello down there. I think you lost this. Do you want it back? No, 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 of course not. Though mommy assumes this is something you want back. Finding you two down here was surprising. Always tells mommy when guests are on their way down. Didn't this time. Always tells mommy. Mommy loves to play games. Do you like to play games? How about you play some games with mommy? Oh, you don't have to. Mommy can just keep little Miss Poppy if you don't want her. But mommy already.
already knows you love to play. Some have lost their way and never found it again. But Mommy won't let that happen to you. Mommy always knows where you are. Ở phiên bản này thì Mommy Longlegs đã đủ để khiến cho người chơi phải cảm thấy hồi hộp rồi, và nó cũng đã có lý do để khiến cho người chơi phải tham gia các trò chơi do nó tạo ra ở Chapter 2. Nhưng một vấn đề khác lại xảy ra. Lý do gì để khiến cho người chơi phải bán mạng để giải cứu Poppy nhỉ? Chẳng có lý do gì cả, đúng không anh em? Mối quan hệ giữa người chơi và Poppy chưa đủ lớn để khiến cho người chơi giải cứu cho nó. Thế nên, nhà làm game đã thêm vào phân cảnh mở đầu ở Chapter 2 mà chúng ta được chơi. Người chơi và Poppy sẽ có quãng thời gian ngắn để làm quen với nhau, từ đó mà người chơi cảm nhận được sự thiện lương trong con búp bê này khi nó đã giúp người chơi tìm đường thoát. Vậy thì người chơi mới có đủ cảm tình và động cơ để cứu Poppy khi nó bị Mommy Longlegs bắt giữ. Nên suy cho cùng thì đoạn mở đầu cũng như phân cảnh xuất hiện của Mommy Longlegs ở phiên bản chính thức là sự lựa chọn khả dĩ nhất của các nhà làm game rồi. Anh em thấy phân đoạn mở đầu của game thế nào nhỉ? Anh em muốn được chơi phiên bản sơ khai hay phiên bản hiện tại? Để lại phía dưới bình luận cho tôi biết nhé! Nếu đã từng chơi qua Poppy Playtime Chapter 2 thì chắc chắn anh em sẽ không thể quên được trung tâm trò chơi của game đúng không ạ? Tại đây chúng ta có một đoàn tàu với biểu tượng là hình ảnh của Mommy Longlegs, một sân chơi cho trẻ em và lối vào cổng dẫn đến 3 khu vực trò chơi khác. Tuy nhiên trước đó trung tâm này sở hữu một thiết kế hoàn toàn khác so với phiên bản hiện tại của game. Phiên bản đời đầu của trung tâm trò chơi là một căn phòng rộng lớn và khá tráng lệ, có cấu trúc giống như một ga tàu phong cách cổ điển ở phương Tây vậy đó. Ở trên trần nhà còn có thêm hình ảnh của mặt trăng và mặt trời siêu to khổng lồ để tô điểm cho căn phòng. Về mặt lý thuyết thì đây là một căn phòng cực bắt mắt và sẽ khiến cho người chơi phải há hốc mồm vì sự hoành tráng của nó. Nhưng cũng vì sự hoành tráng ấy mà cấu trúc trung tâm trò chơi đời đầu này nó hơi phi thực tế. Khi dựng nó và đưa vào game thì trong căn phòng này rất trống rỗng, không phù hợp với một khu trò chơi cho trẻ nhỏ. Do đó một phiên bản khác của khu trò chơi đã được thiết kế ra. Ở phiên bản thứ hai của khu trò chơi, mặt trời và mặt trăng trên trần nhà đã được tạo hình lại để phù hợp với trẻ nhỏ hơn, trông chúng mang đậm nét dễ thương hơn so với phiên bản cũ. Nền nhà và những chiếc cột cũng được sơn màu để sinh động sặc sỡ hơn. Còn lại về cấu trúc của căn phòng gần như được giữ nguyên giống phiên bản đầu tiên. Tuy nhiên phiên bản này vẫn không giúp cho căn phòng trở nên đỡ trống trải hơn dù đã được đổ màu nhiều hơn. Thế nên các nhà làm game quyết định biến căn phòng này nhỏ lại, đặt thêm những khu trò chơi cho trẻ em vào. Kế đến là hệ thống đường đi treo trên trần nhà để giúp cho người lớn cũng như nhân viên khu trò chơi có thể theo dõi và kiểm soát được tình hình ở khu trung tâm trò chơi. Sau cùng chính là đoàn tàu với hình ảnh biểu tượng Mommy Longlegs, và sau tất cả, chúng ta có được trung tâm trò chơi như phiên bản hiện tại. Có thể thấy các nhà làm game của Poppy Playtime rất kỹ lưỡng trong việc thiết kế đúng không? Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho tốc độ game ra lâu đến như vậy. Cũng giống như khu trung tâm trò chơi, khu âm nhạc ban đầu khác xa hoàn toàn với phiên bản chính thức được ra mắt game thủ. Ở phiên bản đời đầu của phòng âm nhạc, trên tường không phải là những màn hình LED như chúng ta thấy ở trong game, mà chúng được trang trí bởi rất nhiều những màn hình TV đủ loại kích thước lớn nhỏ. Những nút ấn của minigame được đặt trên những cánh tay máy như anh em đang thấy trên màn hình vậy đấy. Cơ mà cái thiết kế này nó khiến cho bối cảnh game khá rối, nên nhà làm game đã đơn giản hóa thiết kế bằng cách thu ngắn những cánh tay lại, khiến cho thiết kế tổng thể của căn phòng rất giống với một phi thuyền không gian, phần nào đó tôn lên tính công nghệ cao của khu nhà máy đồ chơi này. Cơ mà với thiết kế này thì khi vào đến minigame, chắc chắn những chiếc màn hình đủ loại kích thước sẽ khiến người chơi rất khó tập trung, nên sau cùng thì các nhà làm game quyết định loại bỏ luôn những chiếc TV trên tường, thay vào đó là màn hình LED mà ta thấy ở thời điểm hiện tại. Sau đó họ thiết kế thêm một khu vực trên cao để Mommy Longlegs có thể theo dõi quá trình chơi của nhân vật chính mà không cần thông qua chiếc màn hình TV nào cả. Từ đó mà thiết kế của phòng âm nhạc đã đỡ rối hơn rất nhiều. Chơi qua Poppy Playtime Chapter 2 hẳn anh em sẽ nhớ như in hình ảnh con sâu đã giật chúng ta tụt cả quần trong một bàn chơi của Mommy Longlegs đúng không? Tên nó là PJ Puckapillar. Sở hữu thân hình là một con sâu nhưng chiếc đầu và biểu cảm lại giống với một con chó. Dù bị nó đuổi nhưng tôi tin chắc rằng anh em khi chơi qua ai cũng sẽ ấn tượng với tạo hình và khuôn mặt của con quái vật này. Nhưng ban đầu kẻ sở hữu căn phòng này không phải là PJ Puckapillar mà là một con quái vật khác cũng là sâu nhưng không có mặt của chó. Tên nó là Cassipillar, tạo hình của nó về tổng thể thì không khác với PJ là mấy, nhưng cái đầu của nó trông giống với một con sâu hơn. Nếu anh em có thể để ý thì Cassie đã từng xuất hiện trong trailer của Poppy Playtime Chapter 2, nhưng khi đến phiên bản game chính thức thì nó đã bị xóa và thay thế bởi PJ. Mặc dù sở hữu ngoại hình dễ thương và bắt mắt nhưng các nhà làm game vẫn quyết định loại bỏ Cassie vì họ muốn làm cho con quái vật này trở nên độc đáo hơn bằng cách kết hợp gen của hai loại động vật lại với nhau, và thế là PJ Puckapillar ra đời bởi sự kết hợp giữa chó và sâu. Thêm một lý do khác khiến các nhà làm game loại bỏ Cassie chính là vì tạo hình chiếc mũi của nó. Thì tôi sẽ không nói rõ lý do là vì sao đâu nha, xem video anh em sẽ hiểu. Ai không hiểu thì comment bên dưới, chắc chắn sẽ có người trả lời cho anh em hiểu nhé. Một nhân vật khác bị thay thế khá giống với trường hợp của Cassie, đó chính là bông hoa Daisy. Anh em có thể bắt gặp bông hoa này ở những bản thông báo xuất hiện trong game. Cơ mà phiên bản ban đầu của game thì bông hoa này có một nhiệm vụ khác, chứ không phải là những cỗ máy thông báo thông tin cho người tham quan khu nhà máy đồ chơi. Thuở thiếu thời của Poppy Playtime Chapter 2, Daisy chính là con quái vật sẽ trừng phạt người chơi ở trong trò chơi âm nhạc chứ không phải Banjo Bunny như ở phiên bản hiện tại. Daisy cũng đã xuất hiện trong trailer của game giống như Cassie, nhưng rồi lại bị các nhà làm game thay đổi.
Cơ mà ít nhất thì số phận của Daisy cũng đỡ hẩm hiu hơn Cassie, vì ít ra nó còn được xuất hiện trong game với một vai trò khác, dù không quá nổi bật nhưng có còn hơn không. Lý do khiến cho Daisy bị mất chức là vì các nhà làm game muốn tạo ra một con quái vật ấn tượng hơn nhằm kích thích sự sợ hãi và căng thẳng của người chơi, khiến cho người chơi có cảm giác cái chết đang ngày càng đến gần hơn trong trò chơi âm nhạc. Sau đó thì họ đã tạo ra thêm 7 mẫu thiết kế khác cho vị trí nhạc trưởng của phòng âm nhạc, bao gồm con khỉ, chú hề, con cáo mặc đồ chú hề, công chúa, con chim xanh, vũ công ba lê và cuối cùng là con thỏ. Sau cùng thì họ quyết định sử dụng con thỏ vì thỏ là loài vật có tốc độ nhanh. Chính sự dồn dập ấy đến từ con thỏ sẽ đem lại cảm giác nghẹt thở cho người chơi trong thử thách âm nhạc. Từ đó mà Banjo Bunny ra đời. Mummy Long Legs là quái vật chủ đề của chapter 2, thế nên một điều chắc chắn rằng con quái vật này sẽ được đầu tư thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Chính vì điều đó trong quá khứ, Mummy Long Legs đã được phẫu thuật chỉnh hình khá nhiều lần trước khi có được diện mạo ấn tượng ở thời điểm hiện tại. Ở bản thiết kế đầu tiên, Mummy Long Legs trông giống như một con búp bê với cặp mắt được tạo thành từ hai chiếc khuy áo. Cơ mà với tạo hình này thì Mummy Long Legs vẫn chưa đủ đặc sắc vì nó khá giống với nhiều món đồ chơi khác trong các tác phẩm kinh dị, thế nên nhà phát triển game quyết định thay thế một cặp mắt khác. Cơ mà với cặp mắt mới thì cái thiết kế này lại quá trẻ so với danh xưng Mummy của con quái vật, thế là ngay lập tức bản thiết kế này đã bị loại bỏ và thay thế bởi hàng loạt những bản thiết kế khác. Để Mummy Long Legs ấn tượng hơn thì các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng sẽ tạo ra một con quái vật giống với loài nhện, thế là các thiết kế mới được ra đời. Cơ mà những thiết kế này vẫn bị thiếu đi tính chất của một món đồ chơi vì trông nó không được thực tế và khả thi để sản xuất. Và rồi phiên bản cuối cùng của Mummy Long Legs đã ra đời. Dù sở hữu ngoại hình có thể không bắt mắt bằng những phiên bản trước, nhưng với tạo hình hiện tại thì Mummy Long Legs đúng là một món đồ chơi cực kỳ đặc sắc, đúng không anh em? Sự kết hợp hoàn hảo của yếu tố kinh dị và dễ thương. Để có được Poppy Playtime Chapter 2 như hiện tại thì các nhà làm game đã trải qua một quá trình nghiên cứu phát triển vô cùng vất vả, bởi vì họ biết rằng nếu như muốn phần 2 thành công được như phần 1 thì các món đồ chơi mới là điều bắt buộc phải có, thậm chí những món đồ chơi mới này phải vô cùng đặc sắc. Thế nên, hàng loạt những con quái vật mới đã được thêm vào game như những gì mà chúng ta đã biết. Ngoài những cái tên quá nổi tiếng như PJ Parker Peeler, Banjo Bunny hay Mummy Long Legs ra thì đã có 6 món đồ chơi khác được tạo hình, nhưng đáng tiếc chúng lại chưa được thêm vào game trong Chapter 2. Chúng bao gồm Jolly Cloud, một chú hề vô tính được thiết kế khá nhiều phiên bản nhưng chẳng phiên bản nào được sử dụng. Lovebug với tạo hình là một chú bướm dễ thương, bản thiết kế của Lovebug đã xuất hiện trong Chapter 2 và nằm trong danh sách những món đồ chơi bị loại bỏ. Psydog, một chú chó robot với tạo hình của một con chó bùn, có lẽ vì thế chưa đủ ấn tượng nên thiết kế này đã không được sử dụng. Sunny Buddy, đây là một bông hoa hướng dương thân thiện, mẫu đồ chơi này có xuất hiện trong game nhưng với tình trạng đã bị phá hủy và hư hỏng. Lily the Frog, tạo hình là một con ếch với đôi giày trượt patin, tôi cũng không rõ lý do vì sao thiết kế này không được sử dụng nữa. Có lẽ việc cho một con ếch trượt patin nghe nó khá vô lý thì phải, vì ếch thường nhảy mà đúng không anh em? Cuối cùng là Monster Truck, một chiếc xe quái vật, có lẽ vì ý tưởng không đủ đặc sắc và quá cũ nên thiết kế này chưa được các nhà làm game lựa chọn. Thế mới thấy, làm game không hề đơn giản chút nào đúng không? Thế nên hãy trân trọng những nhà làm game bằng cách ấn like cho cái video khá vô tri này của tôi anh em nhé. Ở thì ấn like cho tôi cũng đồng nghĩa ủng hộ Poppy Playtime bằng cái gián tiếp rồi đấy. Trong chapter 2 của game, trước khi đến với phòng âm nhạc thì người chơi sẽ được tham quan căn phòng tạo khuôn mẫu. Đây là căn phòng giúp người chơi lấy được bàn tay điện, công cụ rất hữu ích trong game. Ở phiên bản thiết kế đầu tiên của chapter 2, ngoài phòng tạo khuôn mẫu ra thì còn hai căn phòng khác đã được đưa vào và nó kết nối với từng phòng trò chơi trong game. Cho Wacky Wacky được liên kết với phòng sản xuất, cho rượt đuổi của con sâu thì liên kết với phòng kiểm tra chất lượng. Đối với một nhà máy sản xuất thì hai căn phòng trên là hai căn phòng gần như bắt buộc phải có. Cơ mà các nhà làm game lại thấy nó không thực sự quá cần thiết nên đã quyết định loại bỏ hai bản thiết kế của hai căn phòng này. Một trong những phân cảnh nổi bật nhất của Chapter 2 có lẽ chính là cảnh Mummy Long Legs bị kẹt vào trong chiếc máy nghiền dẫn đến cái chết cho con quái vật này. Cơ mà trước khi có phiên bản chết này thì Mummy Long Legs đã từng được tặng cho một cái chết tàn khốc hơn nữa cơ. Thay vì bị kẹt tay và mất đi nửa phần thân dưới thì ở phiên bản đầu tiên, Mummy Long Legs đã bị kẹt cái đầu. Thực sự mà nói thì cái kết này để lại ấn tượng mạnh hơn cho tôi rất nhiều so với cái kết hiện tại, cơ mà các nhà làm game quyết định loại bỏ nó vì lý do chính nghe khá thuyết phục. Hình ảnh phần trên của Mummy Long Legs bị kéo vào máy nghiền trông đáng sợ và ám ảnh hơn rất nhiều so với việc nó bị nghiền nát thân dưới. Thế nên để phù hợp với độ tuổi đã được đề ra cho game thủ thì các nhà làm game quyết định tiết chế lại bớt yếu tố ám ảnh này. Cơ mà sau khi xem qua bản thảo ban đầu thì tự dưng tôi đồng cảm với Mummy Long Legs quá anh em ạ. Không biết anh em thấy thế nào nhỉ? Giờ tôi lại thấy thương Mummy Long Legs hơn là sợ nó rồi đấy. Ok, ở trên là toàn bộ nội dung đã bị các nhà làm game xóa trước khi ra mắt Chapter 2 của Poppy Playtime. Tôi biết rằng cái video hôm nay cũng sẽ chưa đủ để làm thỏa mãn trí tò mò của anh em về cốt truyện của tựa game này. Cơ mà vì phần 3 lâu ra quá nên xem tạm cái này cho vui anh em nhé. Không vui thì đợi khi nào vui rồi quay lại xem cũng được. Mà đừng quên để lại một nút đăng ký cho tôi trước khi rời đi đấy nhé. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Bạn Hiếu Trần nói tôi được 1 triệu năm sắp rồi nên show phòng làm việc đi.
Giúp tôi lên 2 triệu sắp đi rồi show tới công chuyện cho anh em xem luôn chứ cái phòng làm việc nhằm nhò gì. Lỡ yêu thương nhau rồi thì yêu thương cho tới luôn nha anh em ơi. Bạn Trần Chi hỏi tôi 30 triệu sắp thì tôi sẽ làm gì? Nghe nó hơi xa vời, cơ mà ai cũng có quyền mơ ước mà đúng không? 30 triệu sắp thì tôi sẽ đầu tư làm hẳn một con game mang tên Hào Quang Mi Game cho anh em chờ miễn phí luôn. Hôm nay tới đây thôi anh em nhé. Đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần trên kênh Mi Game để đón xem những nội dung hấp dẫn khác nha. Giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.